thứ tư 21 tháng 8 2019. Sáng nay em đi ra bưu điện gửi 36 cái lục cho 36 anh em cụ tủ của 36 tỉnh thành phố. Thì cũng thông qua clip thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em cô thủ đã quan tâm tin tưởng sử dụng lục cô gái tên Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Thì chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube buổi sáng an lành hạnh phúc. Thì đây là những hình ảnh em đi gửi lục tại bưu điện xã Văn Tố. Thì cái bên em là ship hàng, nhận hàng, thanh toán cho nhân viên bưu điện luôn nha anh em. Bây giờ em cũng sẵn cái clip, em cũng giới thiệu sơ qua về chất liệu, giá cả của từng loại lục cho anh em tiện tham khảo. Cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu anh em đó là cái lục khung inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt như hình, 700.000 bao ship. Đó là cái lục này là cầu tử từ 30 đến 45cm, đồng giá tùy chọn, 700 bao ship. Cái này là khung inox nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt nha anh em. Cũng là lục khung inox nan thép mạ đồng nhưng nó là trụ móc ti đồng, thì cái này là 900.000 bao ship, tức là nó mắc hơn cái lục vừa mới giới thiệu đến cho Nam, đó là mắc hơn cái trụ móc ti đồng phía trên. Cái này là 900 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45cm, đồng giá tùy chọn, 900 bao ship. Lục thứ ba đó là lục inox nguyên cái, trụ móc ti đồng như hình, 1 triệu bao ship. Thì em cũng nói luôn về cái lục bên em là cầu tử từ 30 đến 45cm, mà đa số là anh em sử dụng cầu tử 35, nên em thường hay lấy cái hình lục cầu 35 em giới thiệu cho anh em. Thì cái này là cầu tử dài hai ngắn nó cũng bằng giá, giá chỉ khác nhau do chất liệu làm lục khác nhau, anh em lưu ý chỗ đó ha. Cái lục thứ tư đó là lục khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1.2 triệu bao ship. Đó là bên em thanh ship hàng là nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe nếu gửi xe. Đường nào thì anh em cũng nhận được cái lục rồi mới là thanh toán tiền cho em. Nên anh em cứ yên tâm cái vấn đề giao dịch, anh em cứ yên tâm thoải mái, lựa chọn kỹ càng trước khi mua ha. Cái lục thứ năm đó là lục khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, sen xếp cánh bướm như hình, tức là cái sen xếp dọc theo cái bộ tử vậy anh em. 1.3 triệu bao ship. Thì khi con bổi nhảy vào thì cái sen nó sẽ tự động bung ra để nó hướng bổi như hình đây, nó sẽ bung ra vậy. Cái này anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận, nó sẽ hiện ra cho anh em tham khảo rõ hơn. Đây, anh em cứ ghi là lục cánh bướm cô gái tên Linh Bình Thuận. Cái lục đa năng, tức là cái lục nâng cấp đời cao nhất của cô gái tên Linh Bình Thuận, đó là cái lục hai cầu tử. Cầu tử phía trên là cầu tử lục gáo đánh bằng rút dây chanh, cầu tử phía dưới là cầu tử lục lá đánh bằng lục lưới. Thì cái này 1.5 triệu bao ship. Anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái đa năng, cô gái tên Linh Bình Thuận, nó sẽ hiện ra anh em tham khảo tiện hơn.